hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài vững bền muôn năm. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người, tìm đến nương tựa Ngài tốt hơn những bậc quân vương. Phiền cho những người thợ xây đã loại ra, đã biết đến đã ngọc tường, việc Chúa ơi diệu huyền thay. Con cảm tạ Chúa đã nghe tiếng con, Ngài chính đấng cứu độ cho đời con đây. Tàng đã xây loại bỏ, đã trở nên đa tàng góc tường. Việc đó do Chúa làm, thật lớn lao trước mặt muôn dân. Chúa chính là đấng đời con áo thân, con hát ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Tình Chúa luôn ngời sáng, nay chúng con cam tạ muôn vàng. Tình Chúa ôi huy hoàng, nguyện hát vang đức từ bi Chúa. Yeah.